Ngày 18 tháng 10, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây đánh cắp chuyên nghiệp của người nước ngoài, đồng thời đã cầm giữ hai người đàn ông. Hai người bị cầm có tên là Bàng Quý Bình 1981, Bàng Sang Kê 1975. Theo cơ quan điều tra, Công an Đà Nẵng liên tục nhận được tin báo các vụ chợt nhập đánh cắp từ các cơ quan, công ty, xí nghiệp từ 20 tháng 6 đến 22 tháng 7. Cụ thể, vào rạng sáng 18 tháng 7, văn phòng làm việc của công ty Khánh Phong ở quận Cẩm Lệ bị một nhóm đối tượng chợt nhập và lục soát đồ đạc nhưng không có tài sản rét mướt trị. Tại công ty Ni Quơ ở huyện Hòa Giang, kẻ trộm chợt nhập, đục kết sắt lấy 154 triệu đồng, 150.000 yên Nhật và 3.000 đô la Mỹ. Rạng sáng ngày 22 tháng 7, công ty Việt Hương ở huyện Hòa Giang cũng bị trộm phá cửa, đục kết sắt lấy trộm 997 triệu đồng. Phương tiện gây án của nhóm người nước ngoài. Công an Đà Nẵng lập tức mở chuyên án điều tra và phát hiện đường dây đánh cắp của người nước ngoài gồm 6 đối tượng. Những đối tượng này nhập cảnh vào Việt Nam, sau đó đến Đà Nẵng bằng nhiều đường không giống nhau rồi thuê khách sạn lưu trú. Chiêu thức hoạt động của nhóm này rất tinh vi. Bọn chúng dùng xe máy để đi tìm kiếm, khảo sát địa điểm. Ban đêm, bọn chúng chợt nhập để ra tay. Sau khi gây án, nhóm này mang khí cụ hành nghề cất giấu tại một hang đá trên đỉnh đèo Hải Vân. Hiện trường một vụ trộm do nhóm này gây ra. Công an Đà Nẵng cho biết sau thời gian theo dõi đã cầm giữ Bàng Quý Bình, Bàng Sang Kê vào trưa ngày 16 tháng 10 khi cả hai đang rời khỏi Đà Nẵng. Hai đối tượng này khai nhận Bàng Quý Bình là người cầm đầu đường dây. Công an Đà Nẵng hiện đang nối tiếp truy tìm những người còn lại trong đường dây đánh cắp này.